Sửa gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Vâng, ngày hôm nay thì Mộc Nam Huy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về một bộ tần thì hoàng với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và đây là hàng cột 12, thưa quý vị, bao gồm 6 món: một chiếc ghế băng dài 2m4, hai chiếc ghế con, một chiếc bàn trà trung tâm có diện tích dài 1m4 và rộng 70, một chiếc bàn nối 70 x 40 và một chiếc đôn 40 x 40. Vâng, đây là bộ ghế mà sẽ có diện tích sử dụng bề ngang là 2m6 và bề dài là 2m4. Và ngày hôm nay thì Mộc Lan Huy xin trân trọng giới thiệu cũng như chi tiết giá báo giá đến quý vị. Vâng, đây là bộ tần tỉ hoàng cột 12. Vâng, cột 12 có nghĩa đây là cái cột này quý vị ạ. Có đường kính là 12 phân và cột đặc nguyên khối. Ở đây thì Mộc Lan Huy làm hàng cột liền quý vị nhé. Cột liền và không có ghép. Ở đây quý vị để ý, hàng cột liền và không có ghép. Về thiết kế thì mẫu tần tỉ hoàng này cũng rất là quen thuộc đối với tất cả quý vị khán thính giả. Thì dàn chương là dàn chương đục rơi quý vị nhé, chương đục rơi và là chương vén cong rất là đẹp. Các cái dàn khung xương ở đây Mộc Lan Huy là với cái độ dày là 4 phân rưỡi quý vị nhé, khung xương dày 4 phân rưỡi và chám ở đây là dày 1 phân 2, rồi các cái bức vách ở đây thì là dày 1 phân 8 quý vị nhé, rất là đẹp dày. Và ở đây thì là chương ba tựa quý vị ạ, chương ba tựa. Và ở giữa những cái tấm chương này thì có hai cái cây đỡ ở đây. Đó, ở trên thì đục nghê, ở dưới thì đục các cái chi tiết. Đó, đục rất là đẹp. Và cái bản ở đây thì bản Mộc Lan Huy làm với bản to là 12 và cái độ dày là 4 phân rưỡi quý vị nhé. Vâng, các cái thiết kế và test đục của cái mẫu tần tỉ hoàng này thì cũng rất là quen thuộc đối với tất cả quý vị rồi. Và mặt ván ở đây thì Mộc Lan Huy làm theo mặt ván dạng khuôn tranh với cái khuôn bao ngoài có cái độ dày là 2 phân rưỡi và khuôn bao trong là dày 1 phân 2. Và các cái bản khuôn bao ngoài Mộc Lan Huy làm to là 12 phân quý vị nhé. Đó, và ở đây thì có các cái chi tiết là Mộc Lan Huy vén cũng rất là đẹp quý vị nhé. Đó, vén rất là đẹp, rất là đều. Chiếc ghế băng thì Mộc Lan Huy làm băng 6 chân quý vị nhé. Đó, băng 6 chân rất là liền, lạc cứng cáp. Về phần tay ghế thì ở mẫu tần tỉ hoàng luôn luôn là cái phần tay đỡ là hai cây đỡ nhé quý vị nhé. Đó, một cây to một cây bé. Và cái tay này thì tay vén cong này. Đó, cũng đục các cái chi tiết hoa lá tây rất là đẹp. Vâng, dáng dấp của những cái bộ tần tỉ hoàng này thì luôn luôn là to và bề thế quý vị nhé. Hai chiếc ghế con thì cũng thiết kế tương tự. Ghế con thì được làm với cái chiều cao từ đất lên là 1m16, chiều rộng là 1m06 và chiều sâu là 66 thưa quý vị. Thiết kế thì cũng y như là cái chiếc ghế băng dài. Cái dàn tó thì là dàn tó đục rơi luôn quý vị nhé. Và cũng là tó cái dáng ngả cong quý vị nhé. Đó, dáng ngả cong rất là đẹp. Và các cái phần tay cột thì tiếp tục là cột 12, hoàn toàn là không tâm không giật quý vị nhé. Mặt ván rất là đều. Đó, rất là đều, bông vân đẹp. Chiếc ghế băng thì có kích thước là chiều dài là 2m4, chiều cao 1m16 và chiều sâu là 66 quý vị nhé. Mộc Lan Huy quên chưa có báo cho quý vị về kích thước của cái chiếc ghế băng này. Và tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn thì Mộc Lan Huy làm rộng 70, dài 1m4 và tiếp tục là bàn khuôn tranh và là khuôn tranh một lá quý vị nhé, không hề là chắp ghép đoạn nào cả. Bông vân cây mặt thì cũng khá là đều đẹp. Và tiếp tục thì khuôn tranh bên ngoài dày 2 phân rưỡi và bên trong dày 1 phân 2. Và cái bản Mộc Lan Huy làm to, cái bản khuôn bao ngoài là dày tới to tới 12 phân. Vâng, các cái dàn chân thì đều là chân 12 hết quý vị nhé. Chân 12 lọng cong hết trên tất cả các món, các chi tiết. Bàn thì Mộc Lan Huy làm hai hộp kéo ở hai bên đối xứng. Và chiếc đôn cao thì cũng có một chiếc hộp kéo và đôn thấp thì không có quý vị nhé. Vâng, đây là bộ ghế tại Mộc Lan Huy sẽ có giá là 30 triệu sau khi sơn hoàn thiện. Sơn BU 5 lớp và bóng chống trầy. Sản phẩm thì được Mộc Lan Huy tặng kèm theo 2 tấm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 30 cây. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Mộc Lan Huy qua hai số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Tất nhiên thì các sản phẩm của Mộc Lan Huy thì đều bán trực tiếp tại xưởng và bán ngay từ khi còn mộc. Có nghĩa là quý vị cứ tới xưởng kiểm tra hàng mộc trước, sau đó ký tên thì chúng tôi mới sơn và bàn giao cho quý vị, đảm bảo cho quý vị khi đi mua hàng
thì sẽ mua đúng hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng 100%. Vâng, Mộc Lan Huy xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.